Chào anh em, tôi đang có mặt trên khuôn đất gia chủ chúng ta các bạn nhé. Tôi xin là quay lại toàn bộ cái khuôn đất của gia chủ chúng ta này, được bao xung quanh bằng tường rào, và đến chỗ này thì sẽ là đi thẳng đâm sang tường kia luôn. Từ hình ảnh flycam trên cao thì các bạn thấy rõ. Còn bên cạnh bên này là có cái hồ, hồ này thì là hồ chung nên chúng ta sẽ có view ở đây được các bạn nhé. Và ở đây thì sẽ có một nền đất đắp là từ đây các bạn này, từ đống gạch của chúng ta này đi ra sau này này. Nhà của chúng ta thì sẽ đẩy sát vào góc này. Anh em mỗi bên sẽ trừ thường thường khi cái máy thái ấy, thì nó sẽ dốc ra mỗi bên tầm khoảng ví dụ như 60 đến 80 phân. Thì mình sẽ trừ từ offset, từ nghĩa là từ tường ấy mình sẽ giật ra, đúng không? Thường thường thì có điều kiện thì có thể là khế sau cau trước. Nhưng mà nếu mà không cần phía sau thôi, mình chỉ lấy view sảnh chính là ở đây, và nếu có điều kiện là sảnh phụ bên này, đúng không anh? Rồi ok, rất là thoáng các bạn ạ. Ở đây cốt hiện trạng so với cốt đường chúng ta thì đang chênh nhau khoảng là tầm khoảng 10 phân thôi. Nên là cái việc tôn sân tôn nền thì rất là dễ, nó không ảnh hưởng quá nhiều các bạn nhé. Đây toàn bộ bo đất bo chạy xung quanh đây các bạn này. Nhà chúng ta sẽ phát triển từ cái góc kia lên. Ở góc kia thì có cái tường kia cũng là của nhà bên kia đúng không anh? Có cái tường nhà mình đấy em. Nó chỉ chạy theo cái sát cái tường đấy đấy. Ở đó tự nhiên lồi ra một phát. Lồi ra là nhà người ta ngã ra, người ta chưa đập. À rồi ok anh. Rồi đất này thì quá đẹp rồi. Đây là toàn bộ phía trước khuôn đất của chúng ta các bạn nhé. Chú ý cho tôi cái ngã ba ở đây nhé. Ở đây thì sẽ có một cột điện, chúng ta cấp điện từ đây, cấp nước cũng từ phía trước, và thoát nước thì sẽ ra hệ thống mương phía trước này các bạn này. Ok anh em. Thank you.